Để ông chị nó đi xuống đó mà nhiều lắm. Đi giờ cái này mình lựa thôi, ăn thua mình lựa thôi nè, chứ không phải là cây nào nó cũng vậy hết à. Ô đâu đâu. Cho xe này đi nè. Đi đi. Em canh mua xe là. Đi vô sâu sâu nó mới có, ở ngoài người ta bẻ hết rồi. Cái giường này cũng không có tốt lắm. Okay. Nấu rồi. Bà nói cái farm dưới đó nữa kìa, cái farm dưới đó là người ta có cherry màu vàng nhiều lắm. Mình xuống đây mình chạy thẳng cái đường đó luôn. Xuống dưới đó giờ thấy không? Hả? Ok. Yeah, I'll take picture. Rena là cherry vàng. Texas boy, you look like cowboy now. Yeah. Can you introduce yourself? Howdy. Howdy. Cherry picking 2020. Can you show me? Can you show me the cherry? Yeah. Wow. Wow, that's enough. Too much. Wow. I like grapes. Look good. Keep it like that. Đừng đừng bạc cái con. It's okay. Yeah. Rồi. Cái này nó đang gì đẹp. Đang về nhưng mà cho ai yeah. Quá đẹp luôn. Yeah, looks good. I like it. Cool. Woo. Rồi lên thôi, lên lên. Cái xe này bỏ đi luôn hay kéo đi ra trả cho người ta ta? Tại anh tính chạy qua đây chạy vòng qua đó đi ra đó trả tiền rồi đi về luôn. Không, mình đi bỏ, còn cái này ai cái này phải kéo. Kéo xuống. Không, bỏ vô đây. Nó không cần kéo, bỏ lên xe đi. Không được, bỏ xe thì không được. Đợi đấy em lái xe chạy vòng rồi đó em rước mọi người. Vậy con bẻ được cherry nào chưa? You pick anything yet? Right here. Bẻ được. Wow, let me see. Nó ok em ăn, nó nói phải ăn đây là đau bụng, đi nhà mới ăn. Oh, con bẻ đi, bẻ cho ba coi coi. Wow, so many here. Wow, dùm dùm trái bự lắm rồi đó đi. Yeah, oh yeah, I see. Acid đứng đây đi, mẹ trèo lên, mẹ hái cho acid. Đừng ha. Acid lại đây, mẹ đưa cho nè. Lại qua đây nè con. Qua đây acid, wow. Bự quá. What? Acid đưa đây, mẹ bỏ vô nè. Lại đây. Đưa đây, mẹ mang lên cây luôn. Đây. Chừng té. Nè acid giữ túi sợ, ba giữ túi sách cho mẹ đi. Mẹ con đưa cho ba cầm đi. Đưa cho ba cầm này, mẹ cho mẹ mẹ cầm.
Trời ơi, ngồi tại góc lặt luôn nè. Nhiều quá. Đâu cần phải đi đâu chi nữa. Đâu cần trèo đâu. Lặt xuống là tự ngồi ăn luôn. Cá đẹp gì. Rồi, Acid ăn cái gì đây? Cherry á, ngon lắm con. It's good. Yeah. Okay. Acid con cầm này cho Daddy chụp này, Acid. Daddy chụp cho con á. Lóc. Ừ. Chùm chùm chùm. Ăn cho hộp. Ừ, ăn dục hộp con. Yeah. Ah. So good. Oh, good job. Con sợ té hộp. Ờ, con sợ té hộp á. Con sợ nuốt hộp chứ không phải là sợ té hộp. Con sợ nuốt hộp. Chỉ cần ngồi tại góc thôi. Đây. Có bắt kịch nào để cho Alex ngồi không? Bắt kịch đó. Xuống đây ngồi con. Để dặn kho nó bẻ cái nó đủ rồi, đừng nghe nó. Tới bữa khác á, đi kiếm chỗ khác khác. Ừ, em đi chỗ kia. Chỗ kia cách đây 10 phút nữa em mới coi bản đồ lại nè. Ngon không con? Vậy hả? Yes. No, chừng nào trái hư kìa mình mới dục. No. Còn không hư là mình lấy hết. No. This. Vậy hả? Dục. Mẹ có biết đâu. Con biết. Con biết hả? Biết. Ồ, con biết trên TV á hả? Yeah. Wow, á giỏi hơn mẹ rồi. Vậy yeah, hả? Ăn ngon không con? Con đang ăn gì đó? Alex đang ăn gì vậy? Nhiều chưa con? Gom là được 2 cái chưa? Bẻ thẳng một cái nó đi về được rồi. Tại cái này chung hết mình giữ lâu không được, mình ăn nó bị cuối, nó bị bẻ hết. So you want me to... Yeah, là đẳng dòm lại một cái nữa thôi, that's it. Ok. Chị nông dân ngồi giữa vườn ăn cherry hả chị? Oh. Con cầm lên vậy nè, con cầm vậy nè. Cầm giống ba vậy nè. Like yeah, like that. Ý nó nói giống rầu của anh. Rầu của anh hả? Rầu của ba hả? Oh yeah. Do it. All right here. Oh, mày đất này, ba cho này. Hooray. Hooray. Ok, thôi. Rồi, đừng chơi nó con, thôi, cắt đi về ha, chuẩn bị đi về nha. Bây giờ tôi bệnh luôn, cảm cũng nắng hơn. Wow, trái to quá, chùm chùm luôn. Bên này mát thì mình đỡ lắm, nóng muốn chết rồi. Để đi hái cái này nữa. Ừ. Đó, bà con đã đến đường để hái cherry á. Quay được rồi. Ok, hồng nước chảy xuống kìa. Có nước kìa. À, nước chảy xuống kìa. Ờ, tháp này là tháp nhỏ. Kìa, nước chảy. Bên trái mới là xong. Bên trái nó cũng là xong. Bên trên núi mà có cây mọc đỡ nó hơn. Chúc nó tới đoạn kia đẹp rồi.